đến với gia đình thứ ba và cũng là gia đình cuối cùng Đoàn đến thăm trước khi rời khỏi miền Trung. Đó là gia đình của bà Nguyễn Thị Tụng, ngụ tại Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dáng vẻ tội nghiệp và gương mặt đờ đẫn của bà làm chúng tôi không khỏi xót thương trong lần đầu gặp gỡ. Bà bị bệnh thần kinh từ lúc nhỏ. Tôi ước mơ một ngày tôi có thể dừng say, mai ấm tinh thần cho đời người không may. Tôi ước mơ như vậy và gắng sức hôm nay để có hy vọng. Thấu cảm được cuộc sống của người đàn bà nhiều gian truân này, đã nếm trải khổ nhiều, tủi nhục nhiều và bệnh đau cũng nhiều. Khi sống giữa ranh giới lúc tỉnh lúc mê, bà thường vùi mình vào những khoảng lặng ưu tư, thẫn thờ trong ngôi nhà cũ kỹ. Bà có hai người con trai, người con trai lớn đã lập gia đình và hiện anh chị cùng các con cũng sống chung với bà. Cuộc sống của anh chị cũng chật vật khó khăn, khi nhà thì đông con mà công việc lại không ổn định. Người con trai út của bà cũng phải đi làm thuê. Hiểu được hoàn cảnh gia đình và thương các con lam lũ, dù bệnh nhưng bà vẫn không muốn tạo thêm gánh nặng cho con. Có tiều tụy mệt mỏi cỡ nào, bà cũng cố gắng dốc sức để đi chăn bò thuê, mong kiếm được những đồng tiền ít ỏi để sống ngày qua ngày. Cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau, không đủ ăn đủ mặc, thì việc nghĩ đến một ngôi nhà khang trang để che mưa che nắng với gia đình bà giờ đây còn là điều gì đó xa xôi lắm. Đừng buồn tôi ơi, dòng đời trôi vơi trên bầu trời, tương lai rộng lớn, tình yêu thương dù nỗi buồn vương, anh ban mai xoa dịu đau thương. Đừng buồn tôi ơi, đời là giấc mơ, mơ một ngày không còn tha hương, mơ một ngày mai quay góc trở về, về bên cha mẹ mái ấm gia đình. Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2018, đoàn chúng tôi đến trao ngôi nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Tụng. Ngôi nhà được gia đình Phật tử Nguyên Thành phát tâm tài trợ. Buổi lễ trao nhà được diễn ra dưới sự chứng minh của chư tôn Đức Tăng Ni trong niềm vui mừng của quý Phật tử và bà con hàng xóm. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì phái đoàn từ thiện của chùa Lâm Tị Ni hôm nay về trao căn nhà của cho cô Tụng. Thì cô Tụng đây là một người gặp khó khăn tại cái làng Lập Yên này. Thì căn nhà này được sự tài trợ của con cô Nguyên Thành, con gái cô Nguyên Thành. Thì có cô Nguyên Thành ở đây luôn. Anh chị Nhung Bình cũng thay mặt cho gia đình của Tụng đây, cũng như là tất cả mọi người cảm ơn cô Nguyên Thành với lời thăm con của cô. Gia đình cô đây thì quý vị cũng biết rồi, hàng ngày cô đi giữ bò ở ngoài đồng á, hồi nãy mình về là cô cũng đang đi giữ bò. Nguồn sáng mới của ngôi nhà như bật lên tia sáng hy vọng trong mắt gia đình. Từ nay bà Tụng sẽ không còn ngậm ngùi nhìn các con nằm co ro lạnh lẽo dưới mái nhà dột nát mỗi khi mưa gió. Bệnh tình của bà có lẽ cũng sẽ khá hơn rất nhiều bởi cả đời tần tảo lam lũ vì con. Đến nay hơn nửa đời người, bà mới có thể được sống yên ổn trong ngôi nhà của chính mình. Chúng tôi tin rằng, từ ngôi nhà mới này, gia đình sẽ có thêm động lực để phấn đấu, cố gắng xây dựng những ước mơ cho cuộc sống tương lai. Tấm áo nâu trải theo bước chân bao phận người, và theo những chuyện đời quanh tôi, những con người luôn khổ cực chẳng nơi
chốn để nương thân. Tôi vẫn đi dẫu cho nắng mưa không mỏi mệt, để hoằng pháp và để yêu thương những mái nhà tôi xây là ánh sáng lòng từ bi. Những mái ấm chứa chan bao nhiêu ân tình, bức tường sang nhà ấm áp sẽ mang lại nhiều niềm vui. Những ước mơ sẽ được thắp sáng hôm nay để mọi người thật hạnh. Được vui sống với những